Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới hoa kỳ và từ hoa kỳ có thể sẽ là một cái định hình mới cho thế giới quý vị trong những năm qua chúng ta đã chứng kiến được tình hình mà tôi thường hay gọi là cực đoan từ hai phía phía tả và phía hữu tuy nhiên thì cái góc mà được xem là tích cực của cái việc mà đi vào cái hướng cực đoan của hai phía này nó đẩy cho cái tình hình Hoa Kỳ trở thành một cái à, quốc gia phân cực rõ ràng thay vì như trước đây 30 năm qua chúng ta rơi vào cái vùng màu xám do cái chính sách toàn cầu hóa của Bill Clinton. quý vị, trong một cái bài à, phân tích khá dài và có tìm hiểu của hãng thông tấn AP, tức là ở Associated à, à Press thì à, trong đó họ cho thấy là những người bảo thủ đã bắt đầu di chuyển về các tiểu bang màu đỏ. Ngược lại, những người cấp tiến thì bắt đầu di chuyển về cái uh, tiểu bang màu xanh và nó cho thấy rằng là đất nước của Hoa Kỳ đang trong cái tình trạng phân cực rất rõ ràng. Quý vị, đây là cái bài uh, phân tích của hãng thông tấn AP. AP tức là Associated Press, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Conservative tức là những người bảo thủ đi về tiểu bang màu đỏ và Liberal, những người cấp tiến thì đi vào tiểu bang màu xanh. Giữa lúc mà quốc gia đang có thêm cái sự tăng cường về cái gọi là gọi là phân cực, trong đó thì họ dựa trên câu chuyện của hai nhân vật là Tim khô là một người ở tại Los Angeles và LinkedIn là một người ở tại San Antonio Texas, trong đó hai người cho biểu tượng cho hai cái cực khác nhau. Tim khô là một cặp vợ chồng sống tại Los Angeles và giờ đây thì đã chuyển tới sinh sống tại Idaho và cặp vợ chồng này cảm thấy rất thoải mái khi mà tới Idaho, một tiểu bang Tech tức là một tiểu bang màu đỏ ngược lại thì uh, Leadin tức là Leadin thì cô này lại đến từ San Antonio một tiểu bang màu đỏ bây giờ cô lại rời tới Colorado một tiểu bang hiện nay đang từ từ biến qua màu xanh và họ cảm thấy rằng họ thoải mái hơn cuộc sống tại đây với lại uh, cặp vợ chồng của Tim Cook thì uh, ông ta đã chứng kiến được cái cái điều thiếu an toàn ở tại Los Angeles và đã sinh sống nhiều năm và trưởng thành ở tại Los Angeles tuy nhiên chứng kiến cảnh và cái trạm cảnh sát ở phía tây của thành phố Los Angeles bị những kẻ côn đồ đốt phá trong cái chết của George Floyd và đồng thời mẹ của ông ta đã phải xếp hàng 7 năm để nhận được những cái uh, uh, hỗ trợ của chính phủ dành cho những người lợi tức thấp so với những di dân bất hợp pháp vừa đặt dân tới Los Angeles là được hưởng đầy đủ tất cả mọi thứ trong vòng vài tháng thì quý vị ông ta cảm thấy rằng là cái uh, cuộc sống ở los angeles không còn không còn giống như là một cái uh, thiên đường của người mỹ từ xưa tới nay và cuối cùng thì uh, hai vợ chồng này cùng với con cái của họ đã phải uh, bán hết tài sản dời về, về idaho sinh sống và cho rằng là uh, cuộc sống ở đây thoải mái hơn họ sống với rừng núi với uh, sông ngòi ở tại tiểu bang idaho họ cảm thấy rất là thoải mái và uh, treo lá cờ mỹ lên một cách rất thoải mái trong khi đó ngược lại thì Les là một người sinh trưởng tại San Antonio ở tại Texas và cô này đã từng phá thai. Và cô này cảm thấy rằng là luật lệ của tiểu bang Texas càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Và cô cảm thấy rằng là cái quyền lợi xã hội của cô bị ảnh hưởng rất nhiều từ cái quyền lợi phá thai, quyền lợi dành cho phụ nữ bị giới hạn khá nhiều. Và cuối cùng thì cô ta quyết định bay tới Colorado và tới đây thì cô ta cảm thấy rằng là cô ta ở denver và cô ta cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống tại đây cô ta không bay tới california nhưng cô ta bay tới colorado một cái uh, tiểu bang đang dần dần chuyển sang màu xanh và ở tại đây thì cô ta nói rằng cô ta cảm thấy rất thoải mái bởi vì cô ta có thể làm những việc cô ta muốn và kể cả việc mà cô ta có thể được hỗ trợ trong những cái vấn đề về an sinh xã hội và đây là một trong hai cái trường hợp mà hãng thông tấn AP đã cho thấy là hàng triệu người Mỹ. Hàng triệu người Mỹ đang có một cái sự dịch chuyển lớn, tức là những người mà có cái khuynh hướng bảo thủ thì dời về tiểu bang ở red state tức là những tiểu bang màu đỏ và hiện nay thì những người mà cấp tiến thì lại rời bỏ những tiểu bang này đi qua những tiểu bang blue state quý vị. Điều này cho thấy là cái thế giới phân cực nó đang hiện rõ tại Hoa Kỳ. Thì giống như tôi nói, mặc dù rằng cực đoan từ hai phía nó mang nhiều cái dấu hiệu không tốt cho cái xã hội sinh sống. Tuy nhiên, ở một cái góc cạnh khác, nó làm cho mọi thứ rõ ràng hơn, minh bạch hơn và xóa đi cái vùng màu xám mà chúng ta đã chứng kiến trong 30 năm qua kể từ khi mà Bill Clinton trở thành tổng thống và thúc đẩy cái globalism, tức là toàn cầu hóa. Quý vị giống như tôi đã từng từng nói trong nhiều cái livestream trước đây, kể từ khi mà Bill Clinton lên, ông ta thúc đẩy cái chủ nghĩa toàn cầu hóa, tức là globalism. Và chủ nghĩa toàn cầu hóa này nó tạo ra một cái vùng màu xám ở giữa hai cực trắng và đen. Và cái vùng màu xám này, ông ta cho rằng nó là cái giai đoạn có thể thỏa hiệp để làm việc chung cho cộng đồng quốc tế và xóa dần đi tất cả những cái tư tưởng mà ông ta cho rằng cực đoan. Thì quý vị, trong 30 năm qua gần như là cái vùng màu xám này nó đã thống trị ở trên thế giới. Không riêng gì ở các quốc gia khác mà ngay cả tại Hoa Kỳ. À, nhiều người Việt ở nhiều người Việt ở Mỹ cái giai đoạn 90 khi mà họ qua Mỹ ở thập niên 90 bắt đầu qua năm 2000 họ vẫn chưa có khái niệm về tả và hữu. Họ cũng không có khái niệm về vấn đề chính trị như thế nào cả. Họ thấy ô đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng nào cũng làm việc cho dân cả, đảng nào cũng tốt cả. Đó là cái khái niệm mà vùng màu xám Bill Clinton đã tạo ra. Tức là người ta không có hiểu rõ về cái khái niệm chính trị tại Hoa Kỳ. Và họ vẫn thấy rằng, ô, có nhiều cái tự do, có nhiều cái uh, điều mà họ nghĩ rằng là thúc đẩy về mặt xã hội, họ cho là tốt. Và họ không có một cái khái niệm nào về dân chủ Cộng Hòa, về bảo thủ cấp tiến. Và quý vị thấy là trong thập niên ta 90 và bước qua cái thập niên 2000, thì quý vị những người ở Mỹ, những những người Việt ở Mỹ, họ đều lâm vào tình trạng này và không những là cộng đồng người Việt ở tại Mỹ mà ngay cả những cộng đồng khác từ cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Latino, họ đều một khái niệm tương tự. Tức là không quan trọng cộng hòa hay dân chủ. Và cái vùng màu xám đó nó lan rộng trong vòng 30 năm qua. Và vùng màu xám này đã tạo ra một số những cái uh, biến động và những cái biến động này có tích cực và có tiêu cực. Quý vị, tích cực là có một số những cái dự án về mặt xã hội đã được thúc đẩy, tức là những người lớn tuổi có vẻ như được chăm sóc y tế tốt hơn, rồi những gia đình có lợi tức thấp thì bắt đầu có được sự hỗ trợ của chính phủ nhiều hơn. Đó là mặt xã hội. Tôi nói là mặt xã hội. Tuy nhiên, mặt tiêu cực của nó thì nhiều hơn là mặt tích cực. Mặt tiêu cực của nó là đẩy con người vào cái khu vực mà gọi là không có một cái sự rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều màu xám cả tức là không có một cái gì rõ ràng khiến cho họ khó chọn lựa trong cuộc sống và cuối cùng quý vị đi tới kết quả là nhiều người bà tán gia bại sản nhiều người phải phá sản nhiều người mất hết tài sản và xung đột trong gia đình càng lúc càng căng hơn rồi từ xung đột trong gia đình nó xảy ra xung đột ngoài xã hội kể từ thập niên 90 sau khi Bill Clinton lên cho tới bây giờ quý vị các vụ nổ súng công cộng nhiều hơn so với trước đó Tức là từ cái thời mà chiến tranh Việt Nam kéo dài cho tới thời của ông Reagan, Busha rồi tới Bill Clinton quý vị Thì trong cái giai đoạn mà từ năm 1975 cho tới hoặc là năm 1970 đi cho tới năm 1992 Suốt 22 năm đó thì nước Mỹ à, có những cái biến động nhưng lại không có những cái vụ xả súng hàng loạt Tức là bắn, bắn người trước công cộng và bắn nhiều người, không có nhiều nhưng kể từ năm 1992 khi Bill Clinton lên thì những vụ này liên tục xảy ra. Vụ đầu tiên tôi nhớ là khán giả rất sốc là từ năm 1999 khi mà nó bắn ở cái trường Columbine. Và thứ hai là cái trường hợp của Yuna Bomber. Người này vừa mới chết cách đây vài tháng. Yuna Bomber tức là kẻ đánh bom trường đại học. Thì quý vị, những những cái hiện tượng này nó bắt đầu xảy ra. Và bắt đầu quý vị, nó đẩy cái xã hội đi tới một cái mức loạn, người ta không phân biệt được cái uh, vấn đề pháp lý và những kẻ vi phạm tội à, tờ, về phạm pháp, rồi người ta cũng không phân biệt được cái nào đúng cái nào sai. Người ta cũng không biết được cái lúc nào là lúc tôn trọng luật pháp và lúc nào lúc không cần tôn trọng luật pháp, từ cái biến cố không phải là của George Floyd năm 2020 mà ngay cả từ cái thời của Clinton lên khi xảy ra cái vụ án của Rodney King. Rồi sau đó tới O.J Simpson dài dài tới sau này thì quý vị nó đẩy người ta vào cái vùng màu xám không phân biệt rõ trắng và đen cũng không phân biệt rõ cái lúc nào là lúc luật pháp cần phải tôn trọng và lúc nào thì họ đạp lên luật pháp trường hợp của Rodney King trường hợp của OJ Simpson OJ Simpson là một cầu thủ football can tội giết vợ nhưng vì anh ta có màu da đen cho nên quý vị nó đã biến cái vụ án này thành một cái vụ kỳ thị chủng tộc và kết quả thì O.J. Simpson thoát được cái tội giết người nhưng mà anh ta lại bị các cái đơn kiện về dân sự khiến cho anh ta tán gia bại sản và đi tới tình trạng gọi là trộm cắp trở lại và cuối cùng thì anh ta bị bắt vào tù trong cái việc mà ăn cắp đồ ở Las Vegas ngược lại Rodney King là một người da đen và đã có những cái hoạt động trước đó về vấn đề tiền án thì quý vị bất ngờ cái hình ảnh mà cảnh sát da trắng đánh đập Rodney King đã dẫn tới một cái cuộc bạo động lớn và kể từ đó nó trở thành một cái tiên lệ. Cứ một người da đen nào mà bị cảnh sát mà có hành động quá tay thì lập tức nó biến thành một cái cuộc biểu tình trên toàn quốc đập phá, cướp phá tất cả mọi thứ. Nó kéo dài cho cái giai đoạn của George Floyd vừa rồi, năm 2020. Thì quý vị, cái câu chuyện nước Mỹ nó rơi vào vùng màu xám nó đã khiến cho người dân không phân biệt được trắng và đen không phân biệt được cái điều lẽ đúng và sai không phân biệt được cái giá trị của gia đình và cái giá trị ngoài xã hội nó có những sự khác biệt như thế nào và cái vùng màu xám này nó ra đây gây ra rất nhiều thảm kịch và biến động tại Hoa Kỳ trong 30 năm. Và bây giờ thì quý vị thấy hãng AP đã đưa một cái bài viết và trong đó họ dựa trên câu chuyện của hai nhân vật. Một là biểu tượng của những người mà họ cảm thấy rằng là họ dần dần mất đi giá trị trong xã hội Mỹ. Và những người mà cảm thấy rằng họ bị trói buộc nhiều trong những cái quy tắc bảo thủ. Và họ đã rời bỏ cái nơi của họ sinh sống trưởng thành để qua một nơi khác. Đó là cái trường hợp của Tim Cole và LinkedIn Tim Cole cặp vợ chồng của Jennifer và Tim bây giờ sống ở Idaho <laughs> thì quý vị cuối cùng hãng thông tấn AP dựa trên lời của một à, giáo sư chuyên về à, à, chuyên về nhân nhân chủng học nói rằng là những người cấp tiến thì có khuynh hướng đi về cái khu vực gọi là có cái màu sắc văn hóa đa dạng hơn và một đời sống đô thị náo nhiệt hơn ngược lại những người bảo thủ thì lại có khuynh hướng có muốn có một cái sân nhà ở phía sau rộng hơn và đi về những tiểu bang mà có một cái tinh thần gọi là thoải mái hơn không có bị cho bị áp đặt bởi những cái không mà mình không thích thì quý vị bài phân tích của hãng thông tấn AP cho thấy là đất nước Hoa Kỳ mặc dù rằng hiện nay đang có nhiều nhiễu nhương nhưng rõ ràng nó đang đi vào tình trạng phân cực tức là nó làm cho cái vùng màu xám dần dần biến mất đi và những người ở Mỹ này họ bắt đầu rõ ràng trong cái chính kiến về chính trị tức là bây giờ họ nhận rõ ra cái khuynh hướng chính trị của mỗi phía và tùy theo mỗi người chọn phía nào không còn cái vùng màu xám nó làm mưa làm gió trong suốt 30 năm qua nữa thì quý vị ngay tại Mỹ ngay tại Mỹ thì tình trạng phân cực này nó rất rõ ràng mà hãng thông tấn AP dùng chữ uh, uh, polarize tức là phân cực đó. The political polarize tức là uh, vấn đề phân cực chính trị có nghĩa là họ chọn cái khu vực mà họ cảm thấy an toàn cho họ và phù hợp với lại cái quan điểm của họ phù hợp với cuộc sống của họ nhiều hơn mặc dù rằng cái nơi mà họ sinh ra hoặc là trưởng thành thì bây giờ nó đã thay đổi màu nó thay đổi khiến cho họ không thể chấp nhận được những cái gì đang xảy ra trước mắt họ thì quý vị đây là một trong những cái à, tôi có thể nói rằng là một cái giai đoạn nó có thể nó vượt qua được cái nhiễu nhương và nó đang đi tới một cái tình huống tôi, Nhiều người cho rằng là chia rẽ Nhưng với tôi Thì tôi cho rằng nó tốt hơn Nhiều người cho rằng nước nước Mỹ bây giờ chia rẽ trầm trọng Chia rẽ trầm trọng Và không thể thỏa hiệp làm việc với nhau Nhưng cái nhìn của tôi Thì thế Hoa Kỳ đi tới phân cực Thì nó sẽ làm cho xã hội ổn định hơn Tại vì nó rõ ràng trắng đen Ai thích màu trắng qua bên vùng màu trắng, ai thích vùng màu đen qua bên vùng màu đen, ai thích bảo thủ thì đi qua những tiểu bang bảo thủ, ai thích cấp tiến thì đi về những tiểu bang cấp tiến. Như vậy thì nó sẽ bớt đi nhiều những cái sự xung đột. Nó bớt đi nhiều những sự xung đột khi mà láng giềng của chúng ta, chúng ta ở cái, chúng ta là người bảo thủ ở cạnh một người cấp tiến, hay ngược lại một người cấp tiến ở cạnh một người bảo thủ thì trước sau gì xung đột cũng xảy ra và họ phải sống bằng cái mặt nạ giả tạo tức là cái vùng màu xám để thỏa hiệp thì quý vị lần này tôi cho rằng là nó tốt hơn nó tốt hơn ở chỗ là nó phân cực rất rõ ràng và chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái khu vực nào phát triển tốt với mình đương nhiên với tôi mà người bảo thủ tôi vẫn ủng hộ cho cái khuynh hướng bảo thủ nhưng mà với những người quen của tôi cấp tiến họ có thể về lại những tiểu bang cấp tiến từ california cho tới New York hay là sắp sửa tới Colorado. Các tiểu bang ở West Coast như là Oregon, Washington State. Đây là những tiểu bang cấp tiến. Tức là West Coast hay là East Coast đều là những tiểu bang cấp tiến. Nhưng mà ở phần giữa của Hoa Kỳ thì là những tiểu bang bảo thủ. Quý vị thấy cái màu sắc mỗi lần tranh cử là thấy rồi đó. Hai vùng ven ở ngoài đó thì xanh. Nhưng mà vô tới nước Mỹ thì màu đỏ. Thì quý vị, điều này tôi cho rằng nó rất tốt cho nước Mỹ. Bởi vì khi con em của chúng ta trưởng thành Thì nó được cái quyền chọn lựa của nó Và không có vùng màu xám Vùng màu xám là một cái vùng nguy hiểm Nó tạo ra rất nhiều những cái thảm kịch Nó tạo ra rất nhiều những cái biến động Và cuối cùng quý vị Vùng màu xám này kẻ có lợi nhiều nhất Là những đại công ty <laughs> Quý vị thấy từ tập niên 90 Thì chúng ta cũng còn có Nhiều bạn bè có tài sản Bây giờ trở thành mất hết tài sản Nhiều người thập niên 90 à, có được 2-3 việc làm thì bây giờ tập trung có một việc làm. Ngược lại quý vị, những cái công ty ở thập niên 90 mới ra đời, ví dụ như là Google, Amazon bắt đầu ra đời từ thập giữa thập niên 90, tức là khi bắt đầu có Internet. Thì bây giờ quý vị, họ trở thành những công ty gọi là giàu có nhất thế giới. Giàu có nhất thế giới, tài sản lên tới 2-3 ngàn tỷ thế vị tài sản đó ở đâu ra? Tài sản đó là hút từ tất cả những người khác. Tài sản của Google, tài sản của Amazon, tài sản của Apple bây giờ là hầu hết là đến từ những tài sản của những người khác. Nó biến thành tài sản của những công ty này. Bây giờ giá trị của những công ty này 2-3 ngàn tỷ. Trong khi đó, những người có 3-4 căn nhà ở tập niên 90 bây giờ mất trắng tay hết mất trắng tay hết, thậm chí là phải đi ở nhà thuê. Quý vị, cái vùng màu xám này cuối cùng nó tạo ra cái lợi cho những đại công ty xuyên quốc gia. Những đại công ty xuyên quốc gia này tài sản họ càng lúc càng nhiều hơn. Họ hút tài sản của người khác về phía của họ bằng luật lệ của nước Mỹ, bằng luật lệ của Âu châu và bằng cái sự phát minh của họ. Họ hút hết tài sản mọi người về họ. Trong khi đó, quý vị thấy bây giờ người dân đối diện với nhiều cái gọi là khó khăn thì họ bắt đầu để xoa dịu dân chúng họ thúc đẩy những cái chương trình về xã hội tức là họ sẵn sàng đóng thuế nhiều hơn một chút để cho chính phủ lấy tiền đó xoa dịu dân nghèo nhưng kết quả quý vị người dân vẫn phải à, sinh sống một cách chật vật trong sự nghèo khó đặc biệt là california và new york hai nơi này là hai cái nơi mà đời sống rất cao Quý vị thấy đó, nhà cửa tất cả mọi thứ đều cao. Và người dân làm bao nhiêu tiền thì đóng tiền nhà, đóng tiền thuế đất, rồi đóng tiền cho chủ phố, làm ăn thì đóng tiền cho chủ phố nữa. Thì quý vị, cuối cùng họ không còn được bao nhiêu tiền. Đôi lúc còn phải bị xếp vào tình trạng lợi tức thấp để mà hưởng được một hai cái chương trình của chính phủ. Trong khi đó, về các tiểu bang bảo thủ thì họ chủ trương là một cái chính phủ gọn nhẹ, họ chủ trương là không để cho một công ty nào có thể trở thành một à, thứ gọi là à, mạnh và có thể khống chế được cuộc sống của người dân. thì quý vị ở những tiểu bang này thì đời sống của người dân nhẹ nhàng hơn mặc dù lương thấp hơn California và New York rất nhiều nhưng mà tất cả mọi thứ đều rẻ từ năng lượng, thực phẩm cho tới nhà cửa tất cả đều rẻ tất cả đều rẻ và họ cảm thấy cuộc sống họ thoải mái hơn họ không có nhu cầu phải chạy theo cuộc sống mệt mỏi như Cali hay là New York. Ở New York quý vị, 3.000 đô la quý vị mướn được một cái studio. Tức là một cái, nó không có được một, một cái phòng ngủ nữa, một cái apartment phòng ngủ nữa. Muốn có apartment một phòng ngủ, ít nhất là phải 4.000 đô la. Ở New York và Cali bây giờ quý vị, một cái apartment một phòng ngủ để thuê mướn, 2.000 mấy rồi. Từ 1.800 cho tới 2.500 tới 3.000 cho một phòng tức là có phòng khách, có nhà bếp, có phòng ngủ gọi là à, chung cư một là quý vị chưa kể tính dụng cái giá mướn đã nhà là như vậy rồi so với những tiểu bang à, mà được xem là bảo thủ thì những tiểu bang này cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn đa số người dân ở đây ít đi thuê chung cư họ đều có một cái nhà riêng họ đều có một cái à, à, một cái bát gia và đời sống của họ tương đối nó nhàn nhã hơn thì quý vị, nó phân cực rất rõ ràng trong xã hội Mỹ. Và chính cái tính chất phân cực này, nó ảnh hưởng ra thế giới. Bởi vì giống như tôi nói, thế giới bị cái vùng màu xám này, nó làm cho mọi thứ đều hỗn loạn lên. Trong suốt 30 năm. Và bây giờ đi tới thế giới phân cực, nó rõ ràng hơn. Đó, cái chiến lược của Hoa Kỳ quay trục về Á Châu, nó phân cực rất rõ ràng. Một, anh đứng về chung chiến tuyến với chúng tôi là những quốc gia có chung giá trị. Còn hai, anh đứng về phía độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa hay cộng sản. Thì quý vị, cái thế giới phân cực này nó làm cho mọi thứ rõ ràng hơn. Và khi mọi thứ được rõ ràng hơn thì chúng ta bớt đi nhiều những cái xung đột. Chúng ta tại vì khi mà đã phân cực rõ ràng hai phía không phía nào liên quan tới nhau. Thì quý vị, nó sẽ là một cái điều tốt cho xã hội. Nhưng nó sẽ khiến cho những đại công ty trở nên gọi là giới hạn quyền lợi của họ. Chính vì vậy, họ tìm đủ mọi cách, họ thúc đẩy lại cái vùng màu xám. Tại vùng màu xám là cái nơi mà họ kiếm tiền nhiều nhất. Họ có thể làm việc với một nước độc tài toàn trị, họ có thể kiếm tiền ở nước cộng sản, họ có thể kiếm tiền ở những nước xào chủ nghĩa. Và họ kiếm tiền luôn cả ở thế giới tư bản. Tức là thị trường của họ không bị giới hạn. Thị trường của họ không bị giới hạn. Họ muốn có vùng màu xám này. Chính và chính vì điều này mà quý vị có cảm giác là những đại công ty bây giờ nó có vẻ như là nó muốn thúc đẩy một cái uh, nhân danh là cái chủ nghĩa môi trường nhân danh là cái chủ nghĩa xã hội tức là thúc đẩy về xã hội con người thúc đẩy về môi trường thì quý vị thấy những điều này tốt đẹp nhưng thực ra nó vẫn đang tạo ra rùng vùng màu xám nó vẫn đang tạo ra vùng màu xám để mà nó trục lại ở giữa bởi vì vùng màu xám là nó có thể làm ăn ở bất cứ thị trường nào không bị giới hạn bởi vì có sự thỏa hiệp. Còn nếu mà phân cực trắng đen rõ ràng, thì quý vị nó không làm ăn được nữa. Một là chọn thị trường của khối tự do, hai là chọn thị trường của khối độc tài toàn trị cộng sản xã hội chủ nghĩa. Tức là cái thị trường nó bị giới hạn, không một công ty nào nó muốn hết. Và chính vì vậy quý vị, nó đã làm cho nước Mỹ loạn trong 30 năm qua. Nó làm cho nước Mỹ loạn trong 30 năm qua. Và bây giờ thì tôi thấy rằng là cái bài phân tích của hãng thông tấn AP trong đó cho thấy là có một cái điều tốt. Tức là nếu chúng ta không có đồng quan điểm thì tránh xa nhau. Mỗi người ở một góc, mỗi người ở một núi. Chuyện ai nấy làm. Và cuối cùng quý vị, ai không thích có thể đi qua núi bên kia. Người nào không thích thì trở lại núi bên này. Thế giới phân cực vẫn tốt hơn. Nó làm cho giữa con người con người có sự khác biệt nhưng mà không có à, sự xung đột với nhau. Phần của anh ở bên kia núi anh muốn làm gì anh làm. Phần của tôi ở bên đây núi tôi muốn làm gì tôi làm. Không liên can với nhau. Thì quý vị nó vẫn tốt hơn. Còn bây giờ cái vùng màu xám buôn bán ở giữa thì luôn có sự xung đột. Nếu tạo ra cái vùng màu xám ở giữa thì quý vị giờ phút này là cái giờ phút mà tôi cho rằng là có một cái dấu hiệu tích cực nước Mỹ sẽ quay trở lại cái thời kỳ thực cực thịnh của họ nếu thế giới lưỡng cực tức là phân cực này nó càng lúc nó rõ nét hơn nó càng lúc nó càng rõ nét hơn quý vị còn nhớ thời, cái thời mà World, World Wide West thì quý vị những cái tiểu bang cấp tiến ở phía đông bắc nó khác với những cái tiểu bang ở phía à, tây nam và đông nam nhất là tây nam đi từ bắt đầu từ uh, Louisiana bắt đầu đi qua bên ta, Texas tới Arizona thì quý vị, cái thời đó nó đã phân cực rồi. Và nước Mỹ thịnh vượng nhờ vật nhờ cái nhờ cái thái độ phân cực này. Tức là cái thái độ phân cực này nó làm cho nước Mỹ thịnh vượng. Thì bây giờ quý vị, nước Mỹ đang đi vào tình huống này. Càng lúc thì cái uh, quan điểm chính trị đôi bên không chấp nhận lẫn nhau. Nếu bây giờ quý vị hỏi một người ủng hộ cho ông Trump có chấp nhận Biden hay không? Câu trả lời là không và những người ủng hộ cho biden có chấp nhận ông trump hay không câu trả lời cũng là không thì quý vị nó tốt hơn phân ra rõ ràng không có cái vùng màu xám ở giữa thì như vậy nó làm việc tốt hơn và quý vị nhiều người nói rằng như vậy thì hai bên không còn làm việc với nhau được nữa nó no, vẫn làm việc được nếu cái dự án đó là nhu cầu chung của toàn dân ví dụ hôm cho biden lên cái dự án mà gọi là 1.900 tỷ để mà hỗ trợ cho người dân trong đại dịch. Cả lưỡng đảng bỏ phiếu gần như tuyệt đối. Và thứ hai là cái dự án liên quan tới vấn đề gọi là xây dựng lại hạ tầng cơ sở. Tức là xây dựng lại tất cả các đường xá, các cầu cống, các bến cảng vân vân Thì đó là cái nhu cầu cần thiết cho người dân và phát triển kinh tế. Thì lưỡng đảng bỏ phiếu một cách tuyệt đối. Nhưng nếu đưa tới những cái nghị trình mà có tính chất gọi là chỉ đáp ứng cho một thiểu số một cộng đồng nào đó thôi thì lập tức sẽ bị chặn lại. đó ví dụ như các vị thấy vừa rồi là cái vụ tranh cãi trong vấn đề mà gọi là lấy tiền thuế của người dân để chi tiền cho những đứa trẻ giải phẫu chuyển giới thì người dân nó no, mấy người cứng bảo thủ nó no, chúng tôi không thể chiều ý một cộng đồng được và đừng có dân danh chuyển khác nó bị chặn ngay nó bị chặn ngay tại chỗ tại vì lấy tiền thuế của người dân mà đáp ứng cho một nhu cầu thiểu số là điều không thể chấp nhận được còn nếu như nó đáp ứng nhu cầu của toàn dân tức là cả hai phía cánh tả và cánh hữu cả hai phía <laughs> cấp tiến và bảo thủ đều được hưởng thì không có ai phản đối cả đó quý vị thấy cái vụ của đại dịch không khi Joe Biden lên 1.900 tỷ tại vì tất cả người dân đều bị là nạn nhân của đại dịch họ cần sự hỗ trợ thì lưỡng đảng bỏ phiếu hay là xây dựng các hạ tầng cơ sở đường xá Mỹ đã trên trăm năm rồi nó cũ kỹ rồi nó có nhiều cái uh, nguy hiểm rồi thì người dân thấy rằng cần phải sửa chữa đường xá để phục vụ cho dân chúng thì quý vị lưỡng đảng bỏ phiếu một cách tuyệt đối nếu nó là nhu cầu của toàn dân còn nếu nó là nhu cầu của một thiểu số nào đó thì sẽ bị chặn sẽ bị chặn ngay lập tức thì quý vị cái thế giới lượng cực nó tốt hơn. Nó tốt hơn ở chỗ là không có vùng màu xám tạo ra những cái à, à, tạo ra những cái xung à, khắc mà chúng ta không biết được. Những cái xung khắc đó từ những vùng màu xám mà ra. Và quý vị, nó bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Và trong 30 năm qua chúng ta đã chứng kiến nhiều người mất tài sản. Mất sạch hết. Từ thập niên 90, họ có rất nhiều tài sản, nhưng bây giờ thì quý vị giữ được một ít tài sản là mừng rồi Có người mất trắng hết Trong khi những tài sản đó đi đâu Nó bằng cách này cách khác Nó chạy vào các đại công ty Cỡ Google bây giờ trị giá 3.000 tỷ Cỡ Amazon bây giờ trị giá gần 2.000 tỷ Apple vừa lên trên cái, trị uh, giá trên 2.000 tỷ Thì quý vị số tiền đó ở đâu ra và tài sản đó ở đâu ra? Trị giá tài sản của họ. Quý vị, họ hút tất cả những tài sản người khác. Họ nương theo chính sách luật lệ. Để và họ nương theo cái sự phát minh của họ. Và họ tạo thành cái tài sản của họ. Và buộc mọi người phải đi theo cái phát minh đó. Chính điều này, nó dẫn tới tình trạng hàng triệu người mất việc làm. Hàng triệu người mất tài sản. Tại vì việc làm từ thập niên 90 chạy qua hết Trung Quốc rồi tất cả các công xưởng của Hoa Kỳ xưa nay đều đóng cửa hàng loạt. Và 30 năm nay, chúng ta đã mất cả triệu công xưởng đều chạy qua Trung Quốc hết. Đều chạy qua Trung Quốc hết tại vì giá nhân công rẻ, <laughs> luật lệ lỏng lẻo. Họ sản xuất bằng họ sản xuất và họ xuất cản ngược lại nước Mỹ. Quý vị, một món đồ trị giá sản xuất ở Mỹ 7 Mỹ kim, họ bán 10 Mỹ kim, họ lời có 3 Mỹ kim à mà họ phải chăm sóc cho công nhân đủ thứ. Trong khi cũng một món đồ đó họ sản xuất tại Trung Quốc, họ bán có cái vốn cả nhân công lẫn nguyên liệu có 2 Mỹ kim. Rồi vào Mỹ đánh thuế thêm 2 Mỹ kim là 4 Mỹ kim. Họ vẫn lời được 6 Mỹ kim với giá 10 đô. Trong khi sản xuất tại Mỹ tốn kém hết 7 đô rồi. Cũng bán chỉ có 10 đô thôi. Do đó quý vị, những công ty này nó vẫn muốn tạo ra vùng màu xám là như vậy để nó có cái nguồn nhân công rẻ cái nguồn nguyên liệu rẻ và nó trục lợi rất nhiều rồi nó áp đặt những cái chính sách nó vận động những cái chính sách có lợi cho nó và khiến cho nhiều người khác mất tài sản và đây chính là cái thế giới phân cực nó đang làm cho một thiểu số giàu có nhưng nó đẩy cả triệu người khác vào nghèo khó do đó quý vị nếu mà không có cái thế giới phân cực rõ ràng thì người ta lại mất thêm tài sản Do đó, ở góc nhìn của tôi, hãng thông tấn AP cho là phân cực chính trị. Nhưng tôi cho đó là điều tốt cho nước Mỹ. Bởi vì mọi thứ đều rõ ràng. Trắng ra trắng, đen ra đen. Và điều này, nó sẽ giúp cho chúng ta bớt có những tiếp xúc với những người không đồng quan điểm với mình. Tốt hơn là sống cạnh nhà nhau mà bất đồng quan điểm. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới cái uh, chính trị phân cực này với tôi nó là một điều tích cực cho nước Mỹ so với những kẻ mà chạy theo cái khuynh hướng vùng màu xám tức là gray zone đó thì nó cho rằng đây là một đất nước chia rẽ tùy theo quan điểm của quý vị nhận định cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các thính giả chúng ta gặp lại sau bye bye